Giang hồ Đoàn Thiên Long và cuộc hỗn chiến 70 người sụt 20kg vì đại ca lật lọng giữa tòa. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiêu Sử Tử Tù Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Đây là gương mặt của Đoàn Thiên Long khi mới bị bắt và lúc xét xử. Hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Long sụt hẳn 20kg vì bị đại ca đổ tội, ngã giá 4 tỷ vì tranh chấp đất. Anh em giang hồ hỗn chiến ở Phú Quốc, đàn anh xúi em bóp cỏ để rồi nhận cái kết tử hình vì tin lời đàn anh. Cách đây 2 năm, một vụ hỗn chiến xảy ra tại Kiên Giang đã gây chấn động cả nước vì miếng đất không được thanh toán sòng phẳng. Vì lời ngã giá 4 tỷ, sau khi hoàn thành, 70 anh em giang hồ đã nhanh chóng nhập cuộc mang theo hàng loạt bảo đao bảo kiếm đến thị uy, trong đó có cả hàng nóng. Vụ ẩu đả nhanh chóng kết thúc khi tiếng súng vang lên. Hung thủ đã ra tay bóp cò đăng xuất kẻ thù chỉ với vài viên đạn. Từ lúc bị bắt đến lúc ra hầu tòa, hắn đã sụt 20 cân thịt vì lo sợ. Theo thông tin điều tra của cơ quan chức năng, danh tính của kẻ thù ác trong vụ án nghiêm trọng lần này, tên thật Đoàn Thiên Long, biệt danh Bin, sinh năm 1999, quê quán phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nghe theo đàn anh, xử lý kẻ thù. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, một vụ án nổ súng bắn tử vong hai người ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã gây xôn xao dư luận. Người dân khi biết tin ai nấy đều tỏ ra thảng thốt và sợ hãi. Không biết chân dung hung thủ ra sao và nguyên nhân nào dẫn đến hành động bồng bột và nông nổi đến vậy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hung thủ ra tay trực tiếp bóp cò vào hai nạn nhân xấu số, đó là Đoàn Thiên Long, một trong những tên giang hồ trẻ tuổi nhất tại địa phương lúc bấy giờ. Trước khi gây án, Long có một vóc dáng to béo nặng gần 100 cân, da ngăm đen, trông rất có lực. Được biết gia đình Long cũng thuộc dạng khá giả nên tên này đúng chuẩn là công tử bột. Được chiều chuộng từ bé, do vậy mà lớn lên mới có tính ngông cuồng, ham chơi, lười học, lại thêm tuổi còn quá trẻ, chưa trải sự đời, nên rất dễ sa vào cạm bẫy của những tên sừng sỏ cộm cán. Ngày 28 tháng 1 năm 2023, sau nhiều ngày diễn ra phiên xét xử, lần lượt các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Nói lời sau cùng, Đoàn Thiên Long là bị cáo bắn tử vong hai người, làm bị thương 6 người khác, bày tỏ ân hận. Đầu tiên, bị cáo xin gửi lời xin lỗi gia đình của hai bị hại và những người bị hại khác trong vụ án. Trong suốt thời gian bị cáo trong trại giam đã thông suốt và ăn năn với hành vi sai phạm của mình. Do chưa suy nghĩ thấu đáo, bị cáo mong hội đồng xét xử cho bị cáo một cơ hội để được trở về với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ và làm lại từ đầu. Bị cáo Nguyễn Văn Thái, tên gọi khác là Thái Burst, chính là tên cầm đầu băng đảng giang hồ mà Long đang theo. Tên này chính là người liên hệ với nhiều bị cáo khác huy động đàn em đi bảo kê việc đo đạc tranh chấp. Nói bị cáo rất ăn năn, hối hận về những hành vi mình đã gây tổn hại sức khỏe và tính mạng cho bị hại. Lời xin lỗi dù muộn màng nhưng tự đáy lòng bị cáo. Bị cáo Thái mong hội đồng xét xử tuyên phạt nhẹ để có thể quay về với gia đình, cha mẹ, vợ con. Tên sừng sỏ nói thêm, bị cáo mong có cơ hội được làm lại cuộc đời, xin cha mẹ bị hại nhận bị cáo làm con nuôi để thay người đã mất chăm sóc cha mẹ họ. Bị cáo Phạm Anh Hiếu cũng là một trong những người anh em thân thiết của Thái Bớt. Tên này người nhận bảo kê, bàn bạc và thống nhất việc đi bảo kê đo vẽ tranh chấp đất. Nói lời sau cùng, sau khi bị bắt tạm giam cho đến bây giờ, bị cáo đã nhận thức và hiểu biết được những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hoàn toàn sai trái, bị cáo rất ăn năn hối hận với những hành vi của mình. Quá trình diễn ra vụ án, bị cáo hết sức ngăn cản nhưng hậu quả xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Sự việc bắt nguồn từ thửa đất do ông Ngụy Văn Khiếu ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khai phá, canh tác từ nhiều năm trước. Ông này bán cho Khúc Văn Đoài giá 11 tỷ đồng, nhưng Đoài chỉ thanh toán 1,1 tỷ đồng rồi không trả tiếp, mà lấy đất tiến hành phân lô bán cho nhiều người xây nhà. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu ông Đoài thực hiện đúng cam kết ban đầu với ông Khiếu, nhưng do lòng tham không đáy, ông Đoài muốn cướp đất, chiếm đoạt số tiền còn lại mới xảy ra vụ việc đau lòng, làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn mất mát. Trong số người đến mua đất của ông Đoài để xây nhà có Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1988, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trường là một trong những tên giang hồ thuộc nhóm giang hồ nông trường. Ông Khiếu không đòi được tiền nên nhờ Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Ánh Hường là luật sư đứng ra giải quyết với thù lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc. Ông nghĩ họ là luật sư nên sẽ giải quyết vấn đề theo pháp luật. Nhưng do ông Đoài ngăn cản nên vụ việc càng phức tạp.
Theo kế hoạch, Hường sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thửa đất cho ông Khiếu, trong đó bắt buộc phải đo đạc, xác định vị trí. Tuy nhiên khi Hường và Chi đưa người đến đo đạc thì bị Đoài và Trường ngăn cản. Không thể đo đất nên nhóm hai người Hường và Chi đến nhờ nhóm Thái Bớt thông qua giới thiệu của Phạm Anh Hiếu, bảo kê, rào đất, cắt cử người canh giữ đến khi phía bên ông Khiếu tiến hành đo đạc và làm xong giấy tờ. Chính vì thế mà xảy ra hỗn chiến, tranh giành đất đai giữa hai nhóm giang hồ Thái và Trường. Sáng 27 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Văn Thái, biệt danh là Thái Bớt, rủ thêm Đoàn Thiên Long, Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương và Nguyễn Văn Quá và một số băng nhóm khác tham gia hợp đồng bảo kê 4 tỷ đồng để người đang tranh chấp khu đất 2,2 hectare đến đo đạc. Cả nhóm họp bàn tại nhà đại ca Bùi Minh Trung, biệt danh Trung Cà Mau. Trước cùng ngày, nhóm Thái gồm hơn 50 giang hồ đi 14 ô tô gồm 7 chỗ và 16 chỗ mang theo mã tấu, 3 khẩu súng đến thửa đất tranh chấp. Thực hiện theo kế hoạch thì xảy ra đụng độ băng đảng Nông Trường và Khúc Văn Đoài. Đoàn Thiên Long cho biết hắn xem Bùi Đức Ngọc như anh ruột, nghe theo mọi sai bảo. Trước khi cả nhóm vào khu đất, Long được Ngọc đưa cho khẩu súng hoa cải, hướng dẫn cách bắn, dặn mang theo để bảo vệ đàn anh Thái Bớt và Nguyễn Quốc Vinh. Theo Long, sau khi đến hiện trường vụ tranh chấp, hắn đã bỏ đi. Song Ngọc bắt quay lại nên đã nghe lời. Long cùng Nguyễn Văn Quá dẫn đầu cùng đồng bọn bị nhóm của Nguyễn Văn Trường rượt đuổi, ném gạch đá gây náo loạn khu vực. Trong lúc hỗn chiến, Thái Bớt và một đàn em của Trung Cà Mau yêu cầu Long bắn đi bin, bắn cho tụi nó biết. Do vậy, Long đã bắn 3 phát về phía nhóm của đối thủ. Hậu quả, Phạm Thành Hân, sinh năm 1998, ngụ tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Cà Mau tử vong, và 6 người khác bị thương. Đàn anh lật mặt tại tọa. Sau khi ra tay khiến hai kẻ thù đăng xuất khỏi thế giới, Long lúc đó liền trốn khỏi hiện trường rồi vứt hung khí ở ven đường. Long được Ngọc yêu cầu xuống gành dầu bỏ trốn, nấp trong lùm cây một đêm. Hôm sau Long đến công an trình diện vì tin tưởng anh Ngọc sẽ lo cho mình. Long ôm hết trách nhiệm. Súng cũng nhận là mình mua vì tin rằng bề trên của anh Ngọc sẽ lo hết. Và cả anh Thái cũng nói tất cả mọi người đều lo cho em. Long chỉ biết nghe lời các anh mà không phân biệt đúng sai. Khi vụ án diễn biến đến đây, có lẽ nhiều người đều nhận ra sự ngây thơ bồng bột của Long nhiều như thế nào. Hay nói cách khác, Long dù đã 23 tuổi, có dáng người to béo nhưng trí não tỷ lệ nghịch với cân nặng, vẫn không có nhận thức rõ về pháp luật khi nghe lời đàn anh xúi dục như thế. Kết thúc vụ hỗn chiến, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang lần lượt bắt giữ các bị can, đồng thời thu giữ được 3 khẩu súng và hơn 100 hung khí nguy hiểm như dao, mác, dựa, kiếm và tạm giữ 14 ô tô. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Đoàn Thiên Long thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng tình với cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Long khai nhận, nghe lời người anh xã hội Bùi Đức Ngọc, Long có mặt tại nhà của Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau, kẻ chủ mưu cầm đầu vụ án. Tại đây, Long được Ngọc chỉ cách dùng súng hoa cải và phân công cầm súng theo xe bảo vệ Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bớt. Hội đồng xét xử hỏi, khi vào tới đất tranh chấp, bị cáo làm gì? Đoàn Thiên Long trả lời, khi vào trong, bị cáo thấy tụ tập đông nên chạy ra ngoài, bởi vì bị cáo không muốn dính líu tới việc này, bị cáo đã gọi cho anh Bùi Đức Ngọc. Anh Ngọc nói, sao anh bảo em đi theo bảo vệ anh Thái với anh Trung mà em chạy ra ngoài? Các anh trong đó có chuyện gì rồi sao? Và buộc bị cáo phải quay lại hiện trường. Vào lại hiện trường, Long thấy đàn anh xuống xe nói chuyện và thống nhất giải tán. Tuy nhiên, quá trình rút lui, cả hai nhóm đã xảy ra ẩu đả, xanh chín với nhau. Long kể bên kia dùng gạch đá ném về phía bị cáo đang cầm súng trên tay thì thấy Nguyễn Văn Quá từ ngoài chạy vào hỏi. Chơi chưa, rồi Quá cầm súng bắn chỉ thiên, lúc đó các anh em xuống xe, bị cáo rất hoảng loạn. Thấy vụ việc nghiêm trọng, Long bỏ chạy nhưng bị một nhóm người ném đá liên tục, đối tượng này phản ứng bằng cách chĩa súng bắn về phía nhóm người từ khoảng cách 10 mét. Đoàn Thiên Long nói, hai phát đầu đến phát thứ ba thì viên đạn rơi ra, bị cáo bắn tiếp và nhặt viên đạn bị rơi rồi chạy. Sau khi gây án, Long bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ bằng cách vứt bỏ súng đạn trên đường. Tại gành dầu Phú Quốc, Bùi Đức Ngọc hẹn gặp Long, cung cấp cho Long một chiếc điện thoại hiệu Nokia trắng đen để giữ liên lạc. Thấy việc bỏ trốn quá khó khăn, Ngọc vận động Đoàn Thiên Long ra đầu thú. Bị cáo Long khai, anh Ngọc kêu nhận tội, anh Thái có nói các anh em tập trung lo cho em. Bị cáo tin lời các anh nên nghe theo. Lúc đầu đã nhận hết trách nhiệm về mình, sau này biết vậy, tội rất nặng nên có sửa lời khai. Long cho biết thêm, trước đây Long khai Trung kêu để súng ở nhà là không đúng. Vì lúc đó tin các anh lo cho mình, rồi thấy vợ anh Trung có bầu lớn nên đã nhận hết tội cho anh. Long cũng cho biết trước đó Trung kêu mua khẩu trang, nón để nhận diện người phe bên mình.
Bùi Đức Ngọc, ngụ Hải Phòng, thừa nhận có đưa súng và trực tiếp hướng dẫn Long sử dụng và có kêu Long cầm súng theo để phòng thân hù dọa đối thủ. Ngọc khai là Hiếu nhận với luật sư Hường rồi nói chuyện với Thái Bớt, nhận kèo đo đất. Hiếu chỉ đường liên hệ các bên đo đạc, liên lạc xong sẽ báo cho anh em chuẩn bị đi. Lúc đi có nghe Thái nói Hiếu giao kèo này cho nhóm mình 4 tỷ đồng, Ngọc cũng thừa nhận tại nhà chung. Thái có nói anh giao cho chú trận đánh này, để Ngọc chịu trách nhiệm điều hành. Đại diện Viện Kiểm sát công bố lời khai của nhóm Giang Hồ về việc khi biết vụ nổ súng khiến người thương vong, Ngọc, Thái, Hiếu, Vinh, 4 người bị cáo buộc vai trò chủ mưu, đã thống nhất khi đầu thú sẽ khai không nghe, không thấy, không biết, cùng lắm chỉ bị xử lý tội gây rối trật tự công cộng để đối phó với cơ quan điều tra. Phạm Anh Hiếu khai, Thái nói bị cáo đo đất 2 lần ở đất đoài rồi bị ăn tẩn là không có, nhận kèo 4 tỷ cho anh em là không có. Viện Kiểm sát hỏi vì sao đồng ý làm cho luật sư Hường thì Hiếu nói giúp vì tình cảm chị em xã hội với nhau. Hiếu nhờ Thái làm vụ này cũng trên tình cảm anh em. Hiếu khai có nhờ Thái đi cùng đo đạc nhưng mình không quen Ngọc quá. Tại nhà chung, Hiếu khai không chuẩn bị hung khí gì, chỉ đi cùng xe Thái từ đầu tới cuối. Không nhìn thấy hung khí gì trên xe, chỉ thấy có cây gậy bóng chảy. Hiếu nói quan hệ anh em thân thiết xã hội với Thái vì có giúp anh Thái làm một số vụ liên quan đến các dự án trong đất đai. Hiếu không thừa nhận có khai là biết Thái là giang hồ, có nhiều đàn em nên thuê, mà chỉ là anh em thân thiết ở xã hội. Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau, thì khiếu nại trong cáo trạng có những lời không đúng so với lời khai ban đầu của mình. Trung thừa nhận có tham gia bàn bạc, có nói đoài cùng anh em có gì nói chuyện với nhau. Viện Kiểm sát hỏi có kêu các đối tượng khác đeo khẩu trang để che mặt và nhận diện phe bên mình không, thì Trung quanh co lý giải rồi mới nói có. Trung thừa nhận có quay lại video anh em tập trung ở nhà mình vào ngày xảy ra hỗn chiến rồi gửi cho một người quen và nhắn là đi đo đất là phải đo như vậy nè. Trung nói mình không biết kèo này bao nhiêu, sau này mới biết. Tại tòa, Trung chỉ thừa nhận mình là đồng phạm chứ không phải là chủ mưu cầm đầu như cáo buộc. Tại phiên tòa, Đoàn Thiên Long không thể ngờ rằng những người mình luôn kính trọng một câu xưng anh, hai câu xưng em lại luôn phục tùng nghe theo mệnh lệnh từ đàn anh. Vậy mà nay lại lật mặt cháo trở đến như vậy. Cạn tàu giáo máng, đổ hết tội lên đầu Long để một mình tên này chịu trận. Bản án cuối cùng. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Long phạm tội đoạt mạng người với nhiều tình tiết định khung là có tổ chức đoạt mạng nhiều người và có tính chất côn đồ, cùng với tội tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Với việc tổ chức tội phạm theo kiểu băng nhóm xã hội, hành vi hung hăng quyết liệt nên hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo giáo dục. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc là cần thiết, bị cáo Đoàn Thiên Long bị đề nghị mức án tử hình cho tất cả các tội danh trên. Tuy nhiên Long không có động cơ, mục đích tước đoạt mạng sống của người khác từ trước, lần đầu tiên được dạy bắn súng và nghe theo sự sắp xếp tổ chức của đàn anh. Trong lúc ẩu đả đã nổ súng làm hai người đăng xuất khỏi thế giới. Bị cáo Long có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt. Sau khi phạm tội, Long thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường cho các bị hại. Cha mẹ của hai nạn nhân tử vong và 6 bị hại bị thương tích đều tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho Long. Có thể thấy tên sát nhân Đoàn Thiên Long đã rất sợ hãi, ăn năn hối hận về những hành vi mà hắn đã gây ra. Trước khi bị bắt, hắn có thân hình to béo, tướng đi oai như cóc. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn ở trại tạm giam, tên này đã sụt 20 cân, nên có dáng người mảnh khảnh, trông như người khác hoàn toàn. Chắc hẳn tên Long này đã rất sợ hãi, ăn năn hối hận về tội ác mà mình đã gây ra, đến trằn trọc mất ăn mất ngủ. Cũng theo hội đồng xét xử, Long phải chịu trừng phạt của pháp luật do những hành vi mình gây ra là phù hợp. Nhưng việc không loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn, mà thay thế bằng hình phạt tù không thời hạn để răn đe giáo dục tội phạm, là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Gọi hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Thiên Long án tù chung thân. Chỉ vì một phút bồng bột, tin tưởng vào anh em giang hồ, không biết suy nghĩ đúng sai mà bản thân xém mất mạng. Không những thế còn làm ảnh hưởng đến hai gia đình, cả gia đình nạn nhân lẫn gia đình hung thủ. Có lẽ trải qua lần này, Long cũng đã tỉnh ngộ và nhận ra tình anh em trong giang hồ chỉ là tạm bợ trước án tử. Long thật sự hối hận với lời xin lỗi trước tòa và xin được giảm án để làm lại cuộc đời. Nhưng có phải đã quá muộn đối với một người chỉ với 23 tuổi, đã phải dành cả phần đời còn lại trong lao tù? Quan trọng hơn, bản thân Long từ đây về sau không còn cơ hội trở lại xã hội, không còn được báo hiếu cho cha mẹ. Long mất đi tự do chỉ vì nghe theo lời anh em giang hồ. Mong rằng qua trường hợp của Long, một số người sẽ lấy đó ra mà làm gương cho bản thân mình.
Nhắc về đối tượng Thái Bớt, lúc bị thẩm vấn, gã ta đã bác bỏ việc xúi dục Long nổ súng vì trước đó không biết Long là ai và không đứng gần vị trí xảy ra nổ súng. Thái xác nhận đã rủ thêm nhiều người tham gia và công khai kèo làm đất được trả công 4 tỷ đồng cho mọi người biết. Thái thừa nhận thêm do anh em quá thân nên Thái không đề cập tỷ lệ chia tiền sau khi phi vụ thành công. Việc bàn bạc với nhau trước khi xuất phát là có, bị cáo không trốn tránh việc này. Thái quanh co chối tội trong phiên tòa hòng trốn tránh trách nhiệm vì biết vụ việc trở nên nghiêm trọng liên quan đến hai mạng người và làm nhiều người bị thương, nhưng đến cuối vẫn không lọt qua lưới pháp luật được. Tên sừng sỏ Thái Bớt vẫn phải đền tội thích đáng. Bị cáo Nguyễn Văn Thái tù chung thân về tội đoạt mạng người. Trong phiên tòa, Nguyễn Văn Thái xin lỗi gia đình bị hại, xin pháp luật khoan hồng để phụng dưỡng cha mẹ già, vợ và con nhỏ. Ngoài ra, Thái mong muốn khi ra tù sẽ thay bị hại chăm sóc cha mẹ của họ. Bị cáo Bùi Đức Ngọc bị đề nghị mức án tù chung thân về tội đoạt mạng người, từ 10 đến 11 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hai hình phạt là chung thân. Bùi Đức Ngọc, đàn anh của Long, xin lỗi gia đình bị hại, xin sự khoan hồng của pháp luật, mong có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo Phạm Anh Hiếu bị mức án chung thân. Hiếu nói rằng đã hết sức ngăn cản vụ hỗn chiến, hậu quả xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Hiếu mong được giảm nhẹ hình phạt, nhận mức án có thời hạn để trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Ngoài ra, các tên giang hồ còn lại bị tuyên phạt mức từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 18 năm tù về tội đoạt mạng người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 13 người trong nhóm Nông Trường bao gồm Đoài bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự, mức án cao nhất 7 năm tù. Số còn lại bị xét xử về tội che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi vụ án kết thúc, mong rằng Phú Quốc nói riêng và khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam nói chung chấm dứt được tình trạng giang hồ bảo kê. Cũng qua vụ việc, mong các bạn trẻ chăm lo học hành, không ăn chơi lêu lổng, tụ tập kết bè phái, xưng danh giang hồ để được ngồi mát hưởng lợi. Có thể thấy đây là một vụ ẩu đả mang tính chất côn đồ, hung hãn và có tổ chức. Chỉ vì quá ham lợi mà mất hết lý trí, sẵn sàng lao vào ẩu đả như những con thiêu thân, để rồi khi ngoảnh đầu lại thì sự việc đã quá muộn màng. Đặc biệt trong vụ án này, không thể không nhắc đến Đoàn Thiên Long, một trai tráng sức dài vai rộng, không tu chí làm ăn mà lại lao đầu vào giới giang hồ, nghe theo chỉ đạo của đàn anh, không chút suy nghĩ, không hiểu rõ luật pháp. Cuối cùng cũng chỉ là con rối để người khác sai khiến, nhưng lại trả giá bằng chính tính mạng của cuộc đời hắn. Ngoài ra, tên sát nhân to béo Đoàn Thiên Long đã sụt 20 cân nhanh chóng, nên có dáng mảnh khảnh. Chắc hẳn, những ngày ở trại tạm giam, hắn đã rất hối hận, sợ hãi về tội ác bản thân, đến mất ăn mất ngủ. Còn các bạn có suy ngẫm gì về những câu chuyện giang hồ đấu đá nhau tranh giành lợi ích thế này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.